Nghè Trần Khánh Dư nằm trong cụm di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đình chùa Miếu Nghè Quan Lạn thuộc thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn, đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1990. Nơi đây là một trong các điểm đến của du khách khi tới tham quan Quan Lạn, Minh Châu, huyện Vân Đồn. Nghè thờ Trần Khánh Dư nên nhân dân gọi nghè Trần Khánh Dư. Nghè được xây dựng vào thế kỷ 18 ở bến Cái Làng cùng thời với đình Quan Lạn. Thời Nguyễn, dân làng chuyển về bên Quan Lạn nên đình nghè miếu chùa cũng được chuyển theo. Trải qua thời gian, nghè cũ bị hỏng, năm 2011, nghè được xây dựng lại với quy mô lớn như hiện nay với tổng kinh phí khoảng 28 tỷ đồng. Các công trình chính của nghè gồm nghè chính, nhà Tả Vu, Hữu Vu, miếu Tứ Vị Thánh Nương, hồ Bán Nguyệt, sân vườn, tường bao v.v. Trong đó bái đường có 3 gian, 2 trái, 4 mái lập ngói mũi hài, các đầu đao, góc mái, uốn cong đầu rồng. Hậu cung có 3 gian, 2 trái. Toàn bộ hệ thống cửa ra vào và kiến trúc bên trong được làm bằng gỗ lim, chạm khắc mô phỏng theo phong cách thời Trần. Tuy mới được trùng tu tôn tạo nhưng nghè mang dáng dấp cổ kính trang nghiêm, vẫn còn lưu giữ được rất nhiều hiện vật cổ giá trị, có liên đại từ thời Hậu Lê, thời Nguyễn. Nghè Trần Khánh Dư có mối liên quan mật thiết với đình Quan Lạn. Nghè là nơi thờ Thành Hoàng Trần Khánh Dư, đình là nơi thờ Vọng. Hàng năm đến ngày lễ hội truyền thống Vân Đồn, ngày 16-20 tháng 6 âm lịch, dân làng lại đến nghè rước bài vị Thành Hoàng về đình Quan Lạn tổ chức các nghi lễ cúng tế trang nghiêm. Kết thúc lễ hội, dân làng Quan Lạn lại rước Thành Hoàng trở về nghè. Theo ghi chép của sử sách, Trần Khánh Dư là một vị tướng tài có nhiều đóng góp trong cả ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông của quân Đại Việt thế kỷ 13. Đặc biệt, tên tuổi của Trần Khánh Dư nổi bật với chiến thắng Vân Đồn năm 1288. Dưới sự chỉ huy của ông, quân nhà Trần và dân binh địa phương đã đánh tan đoàn thuyền lương của tướng Nguyên là Trương Văn Hổ, chỉ huy trên vùng biển Vân Đồn, góp phần làm thay đổi tình thế chiến tranh. Do thiếu lương thực lại thêm thời tiết khắc nghiệt, không quen trung thổ khiến quân Nguyên phải rút chạy về nước. Từ đó là cơ sở để quân dân Đại Việt lập lên chiến công bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Để tưởng nhớ công lao của Trần Khánh Dư, nhân dân xã Quan Lạn cũng như một số xã ở khu vực luồng sông Mang như Minh Châu và Bản Sen đã tôn ông làm Thành Hoàng làng cùng với một số vị Thành Hoàng khác, thờ đình và có miếu nghè thờ riêng. Hàng năm vào dịp tháng 6 âm lịch, nhân dân các xã mở hội rước tế linh đình, cầu đảo rất linh ứng.